Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Putin tiến thoái lưỡng nan. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trường trình bày. Thưa quý vị, hùng hổ, hung hăng đầy sắc máu, tuyên bố những lời lẽ đe dọa hết sức là mạnh mẽ và những luận điệu tuyên truyền hết sức là tự tin. Ngày 24 tháng 2 của năm nay, Tổng thống Nga ông Putin đã bất chấp tất cả mọi lý lẽ trên đời, mọi điều phải trái trong đối xử quan hệ quốc tế để xua quân xâm lược đất nước Ukraine độc lập có chủ quyền. Cuộc xâm lược Ukraine đã bộc lộ nhiều điều lợi bất cập hại cho Nga trên mọi lĩnh vực từ chính trị, quân sự cũng như là kinh tế trên trường quốc tế. Những vấn đề bộc lộ qua một khoảng thời gian kể từ ngày 24 tháng 2 cho tới nay đã cho thế giới thấy những sự thật mà chẳng có bao giờ nhà cầm quyền của Moscow mong muốn cho thế giới được tường tận. Trước hết là sự chính nghĩa, là lẽ phải trong một cuộc chiến. Có lẽ trên thế giới trừ những kẻ cuồng tín một cách mê muội với Putin, chẳng mấy ai có thể tin vào những lý lẽ mà Putin đã đưa ra để biện minh cho hành động đem quân đi xâm chiếm một nước khác một cách ngang nhiên, bất chấp luật lệ quốc tế và cả những nguyên tắc đơn giản nhất trong thế giới hiện đại. Ở đó, không mấy ai chấp nhận quy luật cá lớn nuốt cá bé và xài luật rừng trong quan hệ quốc tế giữa các quốc gia độc lập và có chủ quyền với nhau. Trước hết, ông Putin đã biện hộ cho hành động xâm lược rằng đây chỉ là nhằm để phi quân sự hóa Ukraine và buộc Ukraine không được tham gia NATO, đe dọa đến an ninh của Moscow, và đồng thời để bảo vệ người dân thân Nga khỏi việc bị đối xử tồi tệ và nạn diệt chủng do chính quyền Kiev gây ra trong 8 năm qua. Rõ ràng, đây là hành động của những kẻ cậy sức mạnh trên họng súng mà bỏ qua mọi nguyên tắc của thế giới văn minh là cùng tồn tại hòa bình. Bởi chẳng có ai có thể chấp nhận một quốc gia này ngang nhiên sang một quốc gia láng giềng không được trang bị vũ khí, không được phát triển quân sự hoặc tham gia bất cứ một tổ chức nào. Thực chất, cái giọng điệu bảo vệ người dân khỏi nạn diệt chủng mà người Việt Nam và cả thế giới nghe quen quen như đang trở lại thời kỳ những năm 80 của thế kỷ trước, khi mà Liên Xô đưa quân sang Afghanistan và Việt Nam đưa quân sang Campuchia. Những giọng điệu đó thường được nghe rất là quen từ những miệng lưỡi của những người cộng sản. Bởi trong cuộc chiến này, năm 2014, cả thế giới đã có một bài học rất thực tế trước đó trên bán đảo Crimea. Và vì vậy, những lời Putin ba hoa tuyên bố vào sáng 24 tháng 2 đã không hề làm cho thế giới mất cảnh giác. Dù khi đó, Putin thề thốt rằng nước này đã, đang và sẽ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia mới được thành lập trong không gian hậu Xô Viết. Và những lời lẽ đó, sự dối trá ngang nhiên đó trước cả đất nước Ukraine đã làm khơi dậy tinh thần dân tộc của đất nước Ukraine và tạo nên một sự đoàn kết, sự kiên cường đứng lên chống xâm lăng. Thậm chí, những lời lẽ đó cũng không đủ khả năng để có thể bừa bịp và nâng cao được khí thế, tinh thần quân đội của Nga trong cuộc chiến xâm lược này. Và nó làm cả thế giới nổi giận. Cả thế giới đã thể hiện thái độ của mình bằng những đòn trừng phạt mà Putin chưa hề có thể tưởng tượng rằng hậu quả hành động của mình khủng khiếp đến thế. Cả thế giới đã đoàn kết, đứng bên cạnh người dân Ukraine, kiên cường anh dũng và sẵn sàng hy sinh cho quyền độc lập tự do của đất nước, dân tộc Ukraine, của nền dân chủ non trẻ ở đây. Và đến khi đó thì sự chính danh chính nghĩa của đất nước Nga chỉ là một tấm màn che bẩn thỉu bị xé toạc, và những cuộc bỏ phiếu, những cuộc lên án tẩy chay của toàn thể thế giới đối với lại nước Nga là một sự kiện lịch sử chưa từng xảy ra trên thế giới, để cho Putin và bè lũ xâm lăng thấy được cái giá phải trả cho sự dối trá và bạo tàn. Sự cô lập dành cho Nga hiện nay, sự nhục nhã trên trường quốc tế trong các cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với những lời lẽ lên án đến mức đoàn đại biểu của Nga chỉ dám bước vào hội trường khi mà đến lượt mình phát biểu và phải chạy ngay khỏi ra khi mà phát biểu xong để khỏi nghe những lời chỉ trích đã nói lên tất cả. Và không chỉ trên phương diện ngoại giao mà cả trên các lĩnh vực khác như là thể thao, nhân quyền, khí hậu v.v. Tất cả mọi mặt, Nga vẫn như là một tội đồ bị đối xử phân biệt hết sức là thẳng thắn, phũ phàng mà cả thế giới không thèm ngại. Và cũng chính vì vậy, trong việc giao thương làm ăn với Nga thì các đối tác trên thế giới luôn cảnh giác, kể cả anh bạn vàng đã tuyên thệ với nhau đoàn kết không giới hạn ở Trung Nam Hải.
Về kinh tế, có lẽ chưa có bao giờ có những cuộc tẩy chay trừng phạt nặng nề ghê gớm đến như vậy với bất cứ một nước nào, kể cả với chục ma quỷ gồm những đất nước có những thể chế độc tài quái gở như là Bắc Hàn, Cuba hay là Iran. Chưa bao giờ một nền kinh tế bị cô lập đến mức cùng cực trên tất cả mọi lĩnh vực của nền kinh tế Nga, trong khi cả thế giới cùng hòa nhập với nền kinh tế quốc tế kỹ thuật số, thì Nga trở thành một ốc đảo bị cấm giao tiếp với lại thế giới văn minh. Mọi giao thương, buôn bán, thanh toán đi lại đều nằm trong vòng trừng phạt. Và qua đó, người ta mới thấy một điều mà người Nga không bao giờ muốn bộc lộ. Đó là đất nước của Nga rộng lớn nhất thế giới, giàu có với trữ lượng khổng lồ về năng lượng, về khoáng sản và lương thực. Vậy nhưng, thực chất nền kinh tế của Nga vẫn là một nền kinh tế què quặt và đời sống của người dân vẫn nghèo nàn, lạc hậu. Những cuộc cướp phá, những chiến lợi phẩm, đó là máy giặt bồn cầu v.v. mà lính Nga tìm mọi cách để vơ vét chuyển về quê hương đã nói lên điều đó. Điều đó cũng có nghĩa là ở đất nước này vốn giàu có nhiều tài nguyên khoáng sản này, có một chính phủ độc tài và phá hoại, chỉ biết tham nhũng, phá hoại, tập trung cho mưu đồ, bành trướng và xâm lược, gây thù chuốc oán với lại thiên hạ, hoàn toàn không biết chăm lo đời sống của người dân. Và người ta đang suy nghĩ rằng với kinh tế bị cấm vận, trừng phạt và bao vây như vậy hiện nay, thì liệu nước Nga sẽ trụ được thời gian bao lâu trước khi bị đẩy đến thời kỳ đổ đá? Về quân sự thì từ rất lâu, qua các phương tiện tuyên truyền của Nga cũng như là các quốc gia cộng sản và cả hệ thống của các hãng truyền thông lớn trên thế giới, thì Nga là một cường quốc quân sự, là một thành trì quân sự vững chắc, làm chỗ dựa cho rất nhiều quốc gia khác. Vũ khí của Nga được ca tụng lên mây xanh về những tính năng tiến bộ vượt bậc cũng như là khả năng ghê gớm của nó. Nhưng thành tựu được ca ngợi là vượt bậc, hiện đại mà cả các quốc gia như là Mỹ, Anh, Pháp, Đức v.v. nhiều khi còn phải sợ, phải gườm, chứ chưa nói đến mấy đất nước lạc hậu và kém phát triển. Và thế là hệ thống vũ khí của Nga, từ xe tăng, bom đạn, phòng không và máy bay, cho tới tàu chiến, từ không quân cho tới hải quân, đều trở thành những hàng quý hiếm mà rất nhiều quốc gia đã phải bỏ tiền tỷ ra để mua cho bằng được. Và thậm chí cả những quốc gia khổng lồ như là Ấn Độ và Trung Cộng cũng là những khách hàng tiềm năng. Và tất cả đều được mua về để cất vào kho, rồi lạc hậu, rồi mua thứ khác. Thế rồi cuộc chiến của Ukraine đã bóc trần tất cả sự thật về tính hiện đại, tiên phong, năng lực cũng như là khả năng của nền quân sự của Nga, của quốc gia là cường quốc quân sự hàng đầu thế giới ra sao. Và cả thế giới đã bị sụp đổ niềm tin vào vũ khí của Nga khi mà hàng ngàn xe tăng, hàng trăm máy bay và trực thăng, pháo binh đều là những thứ hiện đại nhất thế giới, đều là những khí cụ tối tân nhất, đều đã nhanh chóng biến thành xác vụn ở tại chiến trường của Ukraine. Ở đó, chỉ cần vài ngàn quả Javelin, mấy hệ thống HIMARS thì vũ khí của Nga đã bị lính Nga vứt lại hàng đống để bỏ chạy. Và giờ đây, giới quân sự của Nga, hệ thống bán buôn vũ khí của Nga lại tiếp tục ngồi mơ nước Nga của ngày xưa. Thế rồi, cuộc chiến dự tính trong vài ngày đã kéo dài đến hơn nửa năm nay và chưa hẹn ngày kết thúc đã lôi nước Nga vào vũng lầy không lối thoát. Và đến khi ông Putin đã phải bộc lộ bộ mặt thật trước thiên hạ khi bước qua lời nguyền không xâm lược để trắng trợn sáp nhập lãnh thổ của Ukraine vào nước Nga, với lời đe dọa cả thế giới rằng sẽ có thể sử dụng vũ khí nguyên tử để bảo vệ. Xem xét các hành động của ông Putin, người dân của Việt Nam nhớ đến nhân vật Chí Phèo ở làng Vũ Đại với mảnh ve chai, vỡ luôn đe dọa vạch mặt của mình để ăn vạ. Trong khi trên chiến trường thì xu hướng chấp nhận thua cuộc là không thể đảo ngược, thì Tổng thống Ukraine đã ký quyết định đóng cửa con đường đàm phán để quyết chiến đến cùng. Và như vậy thì tình trạng đi thời cũng dở, ở không xong, cộng với lại thói kiêu ngạo cộng sản thì Putin khó tìm được rút khỏi bãi lầy hiện tại. Và ông Putin lâm vào tình thế khạc chẳng ra cho, nuốt chẳng vào. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Putin tiến thoái lưỡng nan. Bài viết do Jamie Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.